Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự cập nhật. Một vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong vừa xảy ra tại khu vực biển Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây không phải là vụ đuối nước chết người đầu tiên xảy ra trên vùng biển nguy hiểm này. Đến 9 giờ sáng nay, thì lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước. Đây là bãi Tây nằm trong khu vực biển Bãi Dài. Ở nơi đây vừa xảy ra một cái vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh tử vong. Vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2021. Chiều hôm qua, một nhóm 8 học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đến cái biển Bãi Tây thuộc biển Bãi Dài để vui chơi. Sau đó, 4 em xuống tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn đuối nước tử vong. Cũng như một số cái điểm khác trên vùng biển Bãi Dài này thường có sóng lớn và có những cái dòng rip hay còn gọi là những cái dòng nước xoáy rất nguy hiểm cho người tắm biển. Chính vì vậy mà chính quyền địa phương đã có những cái biển cảnh báo khu vực có vùng nước xoáy không an toàn khi tắm biển như thế này. Thế nhưng cũng có nhiều người phớt lờ đi cái sự nguy hiểm mà xuống tắm biển và đã có nhiều cái vụ đuối nước đã xảy ra tại khu vực này.